Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ năm, ngày 13 tây tháng 6 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau vài phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ, 5 bản tin thế giới và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình, Việt Linh xin cảm ơn những hỏi thăm của thính giả. Hôm qua đi khám sức khỏe tổng quát và rất vui khi được bác sĩ cho biết là BT có nghĩa là bình thường, chứ không có nghĩa là bó tay. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Chuyện hy hữu tại nước Mỹ. Một tên tội phạm bị kết án đến thăm ủy lạo đám tay sai tại Hạ viện Liên bang sau vụ tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kính thưa quý vị, Donald Trump, cựu tổng thống 45 và cũng là tên tội phạm vừa bị kết án ngày 30 tháng 5, sẽ trở lại đồi Capitol để gặp gỡ các thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện và Thượng viện. Từ sau lần ông ta gửi một đám đông MAGA cực hữu đến điện Capitol, nơi quyền lực cao nhất của đất nước, để chiến đấu như địa ngục, và sau nỗ lực chiếm lại tòa Bạch Ốc bất thành. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đứng đầu một trong những vụ kiện thách thức cuộc bầu cử năm 2020 đã nói rằng: "Chúng tôi vui mừng chào đón Tổng thống Trump trở lại." Thưa quý vị, tay bán dầu rắn cao cấp tại Hạ viện này khi mà phát biểu lại quên mất chữ cựu trước danh xưng tổng thống. Khi mà nói đến Johnson, tôi cảm thấy tiếc vô cùng cho một đảng dân chủ tại Hạ viện đã thiếu mạnh mẽ và dứt khoát để tống cổ tên này đi trong cuộc đảo chính vừa qua của Marjorie Taylor Greene. Cơ hội đó sẽ không trở lại. Thật uổng quá. Trump dự kiến sẽ đưa ra nhận xét cho cả hai nhóm tại trụ sở chiến dịch tranh cử của Hạ viện và Thượng viện gần điện Capitol của Hoa Kỳ và thảo luận các vấn đề thúc đẩy chiến dịch của ông ta, bao gồm dự án 2025, trục xuất người nhập cư hàng loạt cũng như cắt giảm thuế và các ưu tiên khác cho nhiệm kỳ thứ hai tiềm năng. Thật là bực bội. Cựu sĩ quan cảnh sát điện Capitol Hoa Kỳ Harry Dunn nói về sự trớ trêu khi Trump quay lại khu vực này và các nhà lập pháp giờ đây lại ôm lấy chân ông ta. Harry Dunn nói rằng điều đó đã cho chúng ta thấy sự thiếu vững chắc ý tưởng và quan điểm chính trị của họ khi họ thực sự đặt đảng phái và con người lên trên đất nước. Và thật đáng buồn, đây chỉ là một ví dụ khác về việc các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện quỳ gối trước một tên tội phạm. Lãnh đạo đảng Cộng hòa sắp mãn nhiệm ở Thượng viện Mitch McConnell, người hèn nhất trên đồi Capitol, người từng đổ lỗi cho Trump về vụ tấn công đáng hổ thẹn và ông gọi là một cuộc nổi dậy, thì giờ đây cũng tán thành ứng cử viên được cho là của đảng và nói rằng, ồ, tất nhiên là tôi sẽ ủng hộ ông ấy. Khi các nền dân chủ trên khắp thế giới đang bị đe dọa từ sự thay đổi cực hữu, các chuyên gia cảnh báo rằng hệ thống của Hoa Kỳ từng trước đây dường như luôn miễn nhiễm với các xung động độc tài, thì giờ đây lại đang có nguy cơ xảy ra các lực lượng dân túy và cực đoan như những lực lượng mà Trump đã truyền cảm hứng để cướp phá điện Capitol. Và bản tin thế giới thứ nhất, kính thưa quý vị. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế toàn cầu đang ổn định ở mức thấp. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu đang ổn định lần đầu tiên sau 3 năm bất chấp căng thẳng địa chính trị và lãi suất cao. Mặc dù chỉ ở mức thấp, nhưng giống như năm ngoái, nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Báo cáo cho biết nền kinh tế toàn cầu cuối cùng dường như đang chuẩn bị cho cái gọi là hạ cánh mềm. Điều này có nghĩa là lạm phát
ít hơn mà không gây ra suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp cao. Theo Ngân hàng Thế giới, sự phát triển kinh tế ở Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới là một tia hy vọng đáng chú ý, đã thể hiện khả năng phục hồi thực sự ấn tượng. Mọi thứ có vẻ không ổn đối với các nền kinh tế nhỏ nhất và nghèo nhất, cả về độ ổn định cũng như tốc độ tăng trưởng. Và bản tin thế giới thứ hai, kính thưa quý vị. Tổng thống Emmanuel Macron khiến các đối thủ choáng váng khi cuộc bỏ phiếu ở châu Âu kết thúc. Các nhà lãnh đạo chính trị của Pháp đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron giải tán quốc hội để đáp trả thất bại cay đắng trong cuộc bỏ phiếu ở châu Âu trước đảng tập hợp quốc gia cực hữu của bà Marine Le Pen. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Tư kêu gọi các chính trị gia ôn hòa từ cánh tả và cánh hữu hãy tập hợp lại để đánh bại phe cực hữu trong cuộc bầu cử lập pháp quốc gia sắp tới, mà ông đã kêu gọi sau thất bại nặng nề của đảng ông trong cuộc bỏ phiếu nghị viện châu Âu. Quyết định bầu cử quốc hội là một hành động mạo hiểm chưa từng có, và nó có thể dẫn đến việc phe cực hữu ở Pháp lần đầu tiên lãnh đạo một chính phủ kể từ Thế chiến thứ hai. Đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng bị phe đối lập bảo thủ đánh bại nặng nề trong cuộc bầu cử châu Âu hôm Chủ nhật, nhưng ông đã loại trừ việc tổ chức bầu cử quốc hội sớm. Cho đến nay, Đảng Nhân dân châu Âu trung hữu của bà Ursula von der Leyen nổi lên là nhóm lớn nhất trong nghị viện châu Âu tiếp theo. Trong số những người chiến thắng ở phe trung hữu có Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, người đã lãnh đạo đảng Liên minh Công dân của mình giành chiến thắng sát nút trước đảng PIS theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu cực đoan lần đầu tiên sau một thập niên. Ông Donald Tusk hiện là một trong số ít nhà lãnh đạo châu Âu nổi lên sau cuộc bầu cử này với quyền lực mạnh mẽ hơn. Và bản tin thế giới thứ ba, Áo sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 29 tháng 9 với sức hút của phe cực hữu. Chính phủ Áo sắp kết thúc nhiệm kỳ 5 năm. Hôm thứ Tư đã thông báo rằng cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo của quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9. Điều này xảy ra sau chiến thắng sát nút của đảng tự do cực hữu trước đảng nhân dân Áo bảo thủ của Thủ tướng Kurt Nehammer trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tuần trước, trong đó chứng kiến các đảng cực hữu đạt được những thắng lợi lớn trên toàn khối 27 quốc gia. Và bản tin thế giới thứ Tư, những chiến thắng của phe cực hữu ở Liên minh châu Âu có thể nói gì về cuộc bầu cử Mỹ năm nay? Kính thưa quý vị, cuộc bầu cử Liên minh châu Âu vừa kết thúc là một cột mốc quan trọng đối với các đảng cực hữu trên lục địa này. Họ đã giành được thắng lợi ở nhiều quốc gia trong số 27 quốc gia thuộc châu Âu. Và quy mô chiến thắng đáng ngạc nhiên của họ đang làm rung chuyển giới chính trị châu Âu và cũng thu hút sự chú ý từ Hoa Kỳ. Nhưng sự trỗi dậy của cánh hữu ở châu Âu không chỉ mang tính biểu tượng hay ngẫu nhiên, mà nó được thúc đẩy bởi sự thất vọng trước cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, sự thất vọng về quyền cũng như các quy định về biến đổi khí hậu và các vấn đề khác được coi là gây khó khăn hơn cho những người dân nông thôn có trình độ học vấn thấp, và tăng trưởng kinh tế ở phần lớn châu Âu đã bị trì trệ kể từ sau cuộc suy thoái toàn cầu năm 2008 và đại dịch COVID-19, càng làm tăng thêm sự bất mãn với hiện trạng. Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa Trump và những người theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu. Điểm khác biệt quan trọng nhất là hồ sơ của họ về nền dân chủ. Trump đã cố gắng lật ngược lại thất bại trước Biden vào năm 2020. Đỉnh điểm là vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những người theo chủ nghĩa dân túy ở châu Âu. Người châu Âu cánh hữu rất ghét độc tài, rất ghét phát xít. Không ai trong số những người này bác bỏ kết quả bầu cử cả. Họ vẫn chơi đúng luật và chấp nhận thua khi họ thua. Ngay cả sau cuộc bầu cử ở châu Âu, sự thay đổi căn bản cũng khó có thể xảy ra. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Chủ tịch
châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã chuyển sang cánh hữu để chống lại làn sóng dân túy và cho đến nay vẫn là đảng lớn nhất trong tổ chức gồm 720 thành viên. Trung tâm vẫn còn ở châu Âu, nó chỉ di chuyển sang phải một chút thôi. Nhưng liệu điều đó có xảy ra ở Mỹ vào tháng 11 hay không là câu hỏi tiếp theo. Và bản tin thế giới thứ 5 kính thưa quý vị. Hungary đồng ý không phủ quyết sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine, miễn là nước này không bị buộc phải giúp đỡ. Hungary hôm thứ Tư đã đồng ý không phủ quyết sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine. Nhưng Thủ tướng Viktor Orbán khẳng định rằng chính phủ của ông sẽ không cung cấp kinh phí cũng như nhân sự và quân sự cho bất kỳ nỗ lực nào để hỗ trợ chung cho Ukraine. 31 đồng minh khác coi cuộc chiến của Nga với Ukraine là mối đe dọa an ninh hiện hữu với châu Âu. Nhưng hầu hết trong số họ, bao gồm cả Tổng thống Biden, đã cực kỳ thận trọng để bảo đảm rằng NATO sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột rộng hơn với Nga. NATO hoạt động trên cơ sở rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ đồng minh nào cũng sẽ nhận được phản ứng từ tất cả các đồng minh đó. Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg xác nhận Hungary sẽ không tham gia vào kế hoạch của NATO và nói rằng tôi chấp nhận quan điểm này. Quan chức dân sự hàng đầu của NATO cho biết ông và Viktor Orbán đã thống nhất các phương thức để Hungary không tham gia vào sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Với nhan đề đừng nghe những gì Trump nói mà hãy nhìn kỹ những gì Biden làm. Kính thưa quý vị, trong nhiều năm qua, các chính trị gia đã nói về việc trao cho Medicare quyền thương lượng giá thuốc theo toa thấp hơn. Và Tổng thống Biden đã làm được điều đó. Biden đã đấu với Big Pharma và giành được chiến thắng. Nhờ có Biden, chi phí insulin tự chi trả đã được giới hạn ở mức $35 mỗi tháng. Máy trợ thính rẻ hơn và giá ống hít cũng thấp hơn. Mặc dù thành tích của chính quyền hiện tại về các vấn đề quan trọng là không thể chê vào đâu được, nhưng việc nguy cơ Donald Trump có thể trở lại chức vụ tổng thống là một mối đe dọa hiện hữu đối với các phúc lợi mà người Mỹ kiếm được, bao gồm cả an sinh xã hội và Medicare. Tuần này, người Mỹ trên cả nước chứng kiến sự ủng hộ nồng nhiệt của người cao niên dành cho Biden. Sự thật rõ ràng là Biden đã mang lại lợi ích cho người cao niên theo những cách mang lại hiệu quả to lớn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và sẽ còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa nếu ông tái đắc cử. Đây là điều mà không chỉ là người cao niên mà cả những người trung lưu và nghèo trên đất Mỹ phải nhìn ra vấn đề. Trong số này phải nói đến cả những cao niên người Mỹ gốc Việt, thành phần HO, thành phần người Việt trung lưu và nghèo gốc Việt đang phụ thuộc nhiều vào những phúc lợi thường nhật này. Nhưng bởi vì quan điểm chính trị khác biệt mà họ không chịu nhìn ra, họ chỉ nhắm mắt chối bỏ sự thật để ủng hộ kẻ sẽ lấy đi những thứ phúc lợi này khi mà ông ta có cơ hội quay lại. Biden là người bảo vệ kiên định cho an sinh xã hội và Medicare. Trong thông điệp liên bang năm 2023, Biden đã mạnh mẽ đứng lên chống lại những đảng viên Cộng Hòa muốn cắt giảm an sinh xã hội và Medicare. Đảng Cộng Hòa đang đe dọa bắt giữ việc tăng trần nợ làm con tin để đổi lấy việc cắt giảm phúc lợi này. Nhưng Biden đã đứng vững và giành được chiến thắng. Những phúc lợi này thưa quý vị, không phải tự nhiên mà có, mà phải bảo vệ nó và gìn giữ nó. Và trách nhiệm của Biden là giữ được những phúc lợi của người Mỹ, và ông ấy đã và đang làm được. Trong thông điệp liên bang năm 2024, Biden đã nói rõ rằng ông sẽ ngăn chặn bất kỳ nỗ lực nào của đảng Cộng Hòa nhằm tạo ra một ủy ban kín đáo nhằm cắt giảm an sinh xã hội và Medicare, khi mà nói rằng nếu bất kỳ ai ở đây cố gắng cắt giảm an sinh xã hội hoặc Medicare hoặc tăng thuế đến tuổi nghỉ hưu
thì tôi sẽ ngăn chặn họ. Biden đã tán thành những nỗ lực của Quốc hội nhằm mở rộng cả an sinh xã hội và Medicare. Đồng thời ông ủng hộ việc chi trả cho những mở rộng đó bằng cách yêu cầu các tỷ phú và những người giàu có phải trả phần công bằng về thuế của họ. Biden đã thay thế người bạn thân của Trump là lãnh đạo cơ quan an sinh xã hội bằng một nhà lãnh đạo đã được công nhận là người đang thành công trong việc giảm thời gian chờ đợi và tồn đọng hồ sơ, để người dân Mỹ có thể nhận được dịch vụ mà họ đã trả tiền và xứng đáng được hưởng. Và đó không phải là tất cả đâu, thưa quý vị. Chính quyền Biden, Harris, cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn nhân sự tối thiểu cho các viện dưỡng lão, nỗ lực tăng cường lương thưởng và chất lượng công việc cho nhân viên chăm sóc, đồng thời đấu tranh để cải thiện và mở rộng các lựa chọn chăm sóc. Hơn nữa, chính quyền Biden, Harris đã buộc các cố vấn tài chính mờ ám ngừng lừa gạt những người đang làm việc lên kế hoạch nghỉ hưu. Nhưng mà ngược lại hoàn toàn, Donald Trump có lẽ đã khiến người cao niên thất bại nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ. Bất chấp những lời lẽ trái ngược của mình, với tư cách là tổng thống, Trump vẫn ủng hộ những chính sách cực kỳ có hại cho những người đã nghỉ hưu và sắp nghỉ hưu. Và nếu tái đắc cử, Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy những chính sách khủng khiếp đó. Mỗi ngân sách của Trump khi còn là tổng thống đều đề xuất cắt giảm sâu an sinh xã hội. Khi mà không thể thực hiện những cắt giảm đó, thì Trump quay sang cắt giảm thuế cho những người giàu. Donald Trump khẳng định ông ta sẽ không cắt giảm phúc lợi, chỉ nói thôi, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn nói hớ ra về một sự thật ngược lại. Trump được cho là đang xem xét một lần nữa các quỹ an sinh xã hội. Nếu mà ông ta có cơ hội và quyền lực để làm được điều đó. Cho nên tôi mới dùng câu đừng nghe những gì Trump nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Trump đã, đang và sẽ làm. Donald Trump đã đơn phương theo đuổi nguồn thu dành riêng cho an sinh xã hội. Và nếu không có nguồn thu này thì các phúc lợi khiêm tốn của nó sẽ tự động bị cắt giảm. Đó là lẽ đương nhiên. Bởi vì bị giới hạn trong quyền điều hành, ông ta chỉ có thể trì hoãn doanh thu trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng mà Trump đã nói rõ rồi, ông ta sẽ không chỉ trì hoãn doanh thu mà còn loại bỏ nó khi mà ông ta tái đắc cử. Kính thưa quý khán thính giả, Trump không có gì giấu giếm cả, không có gì mờ ám trong số những dự định này của Trump và đám tay sai cả. Trump và đám quân sư quạt mo đã nói công khai rất rõ ràng trên báo chí, trên truyền hình, trên mạng xã hội trong Project 2025 rằng ông ta ủng hộ việc tư nhân hóa an sinh xã hội và tăng tuổi nghỉ hưu. Ông ta không giấu giếm gì cả. Trump là người rất thật lòng. Trump đã tấn công đạo luật giảm lạm phát, đạo luật lịch sử lần đầu tiên trao cho Medicare quyền thương lượng giá thuốc theo toa thấp hơn, giới hạn insulin ở mức $35 mỗi tháng. Và nếu được bầu chọn làm tổng thống một lần nữa, thì Donald Trump sẽ được bao quanh bởi những đảng viên Cộng Hòa là những người cực kỳ mong muốn cắt giảm an sinh xã hội và Medicare. Khi 3/4 tổng số đảng viên Cộng Hòa tại Hạ viện ủng hộ ngân sách sẽ cắt giảm an sinh xã hội $1,500 tỷ trong thập niên tới và sẽ tăng tuổi nghỉ hưu lên 69. Donald Trump, người đã đưa những kẻ đốt phá an sinh xã hội như là Mick Mulvaney vào nội các của ông ta lần trước, và giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách sau này là chánh văn phòng do Donald Trump lựa chọn, cho biết rằng ông ta ủng hộ việc tăng tuổi nghỉ hưu lên đến 70 cùng với các biện pháp cắt giảm khác. Chủ tịch Hạ viện hiện tại của Đảng Cộng Hòa và là đồng minh hàng đầu của Trump, Mike Johnson, và Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, Jody Arrington, đang thành lập một ủy ban kín để cắt giảm an sinh xã hội và Medicare ngay khi Trump quay trở lại. Và lời kết cho bài bình luận hôm nay, kính thưa quý vị,
sự lựa chọn cho người điều hành đất nước trong 4 năm tới là rất rõ ràng. Giữa thiện và ác, giữa được và mất, giữa tốt và xấu, giữa trắng và đen, không nhập nhằng, lẫn lộn và rất rõ ràng. Trong nhiệm kỳ thứ hai, Biden sẽ đấu tranh để mở rộng an sinh xã hội và Medicare. Biden sẽ khôi phục cả hai tổ chức về trạng thái cân bằng lâu dài bằng cách yêu cầu các tỷ phú phải trả phần công bằng của họ. Còn Donald Trump sẽ cắt giảm an sinh xã hội và Medicare, đồng thời giảm thuế cho các tỷ phú. Tôi muốn đưa ra một câu hỏi cho người Mỹ, bất kể quan điểm chính trị, già hay trẻ và thuộc bất kỳ sắc dân nào, rằng sự lựa chọn có thực sự khó khăn lắm không? Rõ ràng là không, thưa quý vị. Việc Donald Trump trở lại chức vụ tổng thống, rõ ràng đó là một mối đe dọa hiện hữu đối với lợi ích mà người Mỹ đã và đang có được. An sinh xã hội và Medicare một lần nữa lại được đưa vào lá phiếu, và sự lựa chọn dành cho người cao tuổi vào tháng 11 này là không thể rõ ràng hơn. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau vài phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.